Everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video đi lượm lặt chắc mót những con Pokemon còn lang thang liêu hiu ở đây hả? Ôi trời ơi, lâu ngày không vào mở quà một đống luôn. Rồi, đang có event gì đây? Event. Cái này ngon nhất là cái gì? Voucher này. Ủa cái này có ngon không ta? Voucher sẽ đổi được mấy cái nguyên liệu. Đổi được tướng. Đâu để thử 3.000 coi. Trời ơi, 3.000 hay là 30.000 gì cũng rẻ mà. Hôm nay sẽ là ngày đi tiêu phí cực nhiều đối với heo ha. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Ôi. Nào. Để coi vô trong này coi bao nhiêu cái voucher. Trời ơi 30.000. Được 10 cái voucher gì 25 cái voucher lỗ nha. Ngon không ngon. Rồi, hôm nay sẽ đi tiêu bớt vé tệ và cũng như là đi quay bớt vé quay hero nha các bạn ơi. Lâu quá heo hồng vào đây quay. Ok, cũng đến lúc tiêu hết cái đống này rồi. Tính đi tiêu phí nhưng mà nghĩa lại là không có event để tiêu phí nên là thôi ngưng cái vụ tiêu phí qua. Hôm bữa có event chiêu mộ con kia nhưng mà heo quay lại heo quên mất tiêu nên là hôm nay chúng ta đi gì đấy. Vé tệ. Ok. Điểm danh để nhận. Nhìn tới đây. Có event nào ngon không? Ôi, con này hả? Con này như điểm danh vài hôm nữa mới có. Đây, đi vô đi quay đi các bạn ơi. Quay. Hôm nay heo có 299 vé à. 299 vé thì đâu rồi nhỉ? Đi vô quay đi mua thêm các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên thì để đi cắn vé tệ. Đây, hôm nay là tính vô cắn tạm nó 35.000 tệ nè. Nhưng mà tiếc quá các bạn ơi, không có event gì để cắn cả. Ủa 35.000 tệ. Ôi dồi ôi, mai chiều tao làm lên 40.000 rồi quay luôn cho nó đẹp ha. Đâu rồi, vô. Đây. Game ngon lắm các bạn à. Rẻ tiền mà mua được nhiều thứ. Mai chiều heo sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều con game nữa ngon hơn nữa nha. Đó, nạp rẻ, quà nhiều, phi cũng nhiều, có phi luôn. Có phi có nạp luôn. Đó, rất rẻ. Nhưng mà mai chiều mới có, hiện tại thì ở đây chưa có. Hơi buồn vì việc đó thôi. Ok. Trời online 2 ngày là được 40.000 kim 40.000 tệ chứ gì. Nhanh lắm, bảng này nhanh lắm các bạn ơi. Đây, cái đống này ta mua hết. Nè, đó. Ôi giời ơi, 30 tệ à. Nè. Ôi giời ơi, 10 tệ là 100 tệ, 320 tệ. 648 tệ. Ô là trời. Ôi ôi. Ở đây còn 718 tệ nữa chưa có xài. Rồi, không ngấy nữa. Đi vô quay vòng quay thôi. Nên quay cái này hay là quay cái vòng quay kia ta? Nó có ghi tỷ lệ không nhỉ? Cái này còn 4 ngày nữa là hết à. Thôi mình chơi con này riết thì lâu lâu mình đổi về con này đi. Đúng không? Để coi. Ở đây ra được nhiều con Pokemon mới nè. Ôi, ở đây ngon hơn. Còn cái vòng này. Vòng này cũng có nhưng mà ok, cái này ngon hơn nè. Có nhiều con. Đâu để nó chụp lại coi.
ta so sánh coi hai cái nó khác nhau ở cái chỗ nào nè. Để Heo tự chụp lại thôi, nhanh lắm. Tích góp hộp cài được 300 vé quay mới vô để quay tìm có hero mới không. À, bên kia là nó không có Mewtwo, nó không có con... nói chung là không có hai con này, nhưng nó bù lại à, là nó có cho chúng ta được 4 con này à, và thêm một con... à, bên kia cũng có con này hả gì? Ở bên kia không có con này. Ok, quẩy nào. 5 phút rồi, chưa quay. Ủa, có không? À, không có con nào cả. Tiếp luôn. Ok. Ủa, chưa quay vậy là nó ra con... à, quay gần nào mà ra con hiếm kìa. Ôi cha, bóng này bóng thường không à mấy ông ơi. Đó, 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 đó. Ôi trời ơi. Ta cứ tưởng đâu con nào ngon lắm, ai ngờ con này. Không, không thơm, không thơm. Tiếp. Ê, ê, rào đi các bạn. Ôi, được một con. Con này là con gì ta? À, để lên Google tra. Đây, tìm ra rồi. Con này là con vua kiếm. À, con này là nó chưa cầm kiếm các bạn à. Nó là con Zacian anh hùng chiến trận. À, ok, nó chưa có cây kiếm. Nó có cây kiếm là ngậm cây kiếm. Đúng rồi. Tiếp, thấy có được chút gì đó rồi đó. Tiếp nào. Ok, ui, hai con luôn. Wow. Thì ra ở đây có tiền là có tất cả. Ôi. Nào, fire. Đó. Fire này sao nó màu cam nhỉ? Ủa, đâu? Con này đâu phải fire. Ủa, giống ho-ô quá vậy? Hình như ho-ô. Ôi, ho-ô đấy. Đúng rồi, hô. Ôi, hết rồi. Hết cái chuỗi rồi. Ờ, hay. Có con nào ngon mới nữa không trời. Đấy, đấy, đấy. Ồ. Con này con cũ rồi. Ờ, ta cần thứ gì đó mới lạ hơn cơ. Đấy, đấy, đấy. Con này là dùng Aloha này đúng không? Hình như là thế. À, con tiếp theo là con gì đây? Ui. Tao lại là em. Ok, em cũng được. Đến với chị nào. Đẹp. Ôi, đây là con cầm khiên nè. Con Zamazenta anh hùng chiến trận. Con này là nếu mà lên nữa là nó có cái khiên. Chúng ta đã có một cặp kiếm và khiên. Ok, ok. Hợp lý. Còn nhiều bóng lắm. Tiếp tục đi. Nào, sao không ra gì hết nữa vậy? Gì đây? Trời ơi. Nào, ra cái gì đó cho ngon ngon cái nào. Đây, hai con. Ui, Mew. Mewtwo. Ok, ok. Mewtwo, Mewtwo. Ngon đấy, ngon đấy. Con tiếp theo là gì đây? Ôi dồi ôi, lại được người bạn cũ à. Tôi kiếm bạn mới cơ. Nào. Ôi dồi ôi, hô hô nữa. Ok, còn có 150 đó bầu, cho con gì đó coi. Trời ơi, lại là hô hô. Nào, còn có 13 lần thôi đó. Thiệt luôn á. Vâng, bạn này cũng bạn mới nhưng mà mình không hít, mình hít dịch cô ta cơ. Này, con dịch cô ta này này. Rồi, fire nữa mấy ông ơi. Sắp hết rồi, chả được gì ngon. Ôi, những người bạn của tôi. Ôi. Những người bạn bô két của tôi. À, đầy rồi ạ, đầy túi hả? Đậu xanh đó. Đang ngon mà bồ. Sao đầy túi sớm vậy? À, đâu, không phải đầy túi mà nó không cho quay nữa. Đậu xanh đó. Nó quay, cho quay được có 100 lần rồi mấy ông ơi. 200 lần chứ nó cho quay có 200 lần hơn à. Ồ, ngày chưa đầy mà 1.6. Nay mới có 69 à. À, để coi nãy nó kêu gì à. Wow chứ. Đây, để
coi dịch lại coi nó ghi cái gì đây. À, ba lô yêu tinh đã đầy, vui lòng tiêu thụ phần yêu tinh dư thừa trước. Ủa, nãy có đầy đâu? Ba lô yêu tinh. Cái này đâu có đầy. Cái này là còn bên mông. Ủa, đầy đường nào? Ơ hay. Này, nó còn đầy nhóc nè, đầy ở đâu? Nó cũng đầy đấy, nhưng mà đầy nhóc mà. Ơi hay. Ơi hay nhờ. Rồi bây giờ tiêu thụ sao cho bớt. Đậu phẩm đó. Chù cho. Rất chi là mệt mỏi. Này là gì đây? Bỏ bớt hả? Đâu để dịch lại coi. Đây là sắp xếp hiệu quả chiến đấu hụt tính lửa cấp. Cái này là loại hả? À cái này là phân loại mấy ông ơi. Nghe phân loại ra. Ôi, rất nhiều luôn. Rồi. Ok, bỏ bớt được không ta? Rồi nè. Cái này là gì? Rồi, làm sao để bỏ hết? Tôi không biết bỏ hết mấy ông ơi. Ơi, vô đi kiếm Pokemon mới mà kiếm không được các bạn ơi. Ấy, cuộc đi săn Pokemon thôi kết thúc ở đây thôi. Để mai chiều có event ngon hơn rồi vô quẩy. Tại vì thấy còn dư nhiều mà, mới có một ít Pokemon nè, còn lại nhiều lắm. Mà sao nó báo là đầy heo của không hiểu nữa. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì lâu lâu gom ít vé ha. Vô quay ít Pokemon. Ôi, con này cũng ngon này. Nhưng mà không, không nhìn nó xấu quá. Thật sự là nhìn nó không đẹp các bạn ạ. Chứ đẹp thì chắc heo cũng hốt rồi. Đâu để coi coi. Đó là cũng SR đó. Ok ok, cũng được nha, cũng được nha. À. Đây, cũng được đấy, mai chiều đi thôi, để mai chiều đi. Giờ mà ngồi quay con này nữa là chắc cũng tới sáng á. Ok ok. À, nộ đẹp đấy, nộ đẹp đấy. Nhìn hình ảnh nó cũng biếm họa lắm. Ok ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ui, còn có chiêu này nữa hả?